thầy giáo cấp 3 bị tố nhắn tin tán tỉnh, đụng chạm cơ thể hàng loạt nữ sinh. Hiện nay, khi mà công nghệ thông tin đang phát triển nhanh, thời của công nghệ 4.0, Internet trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại, thì việc dạy và học của thầy trò cũng có những thay đổi. Mối quan hệ thầy trò cũng trở nên cởi mở, gần gũi, thân thiện hơn. Tuy nhiên, cũng đã đang xuất hiện không ít những biểu hiện, những hành động về sự xuống cấp nghiêm trọng của mối quan hệ thầy trò. Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao về sự việc, nam giáo viên bị tố có hành vi quấy rối tình dục, nhắn tin tán tỉnh với nhiều nữ sinh. Người được nhắc đến là thầy NGH, trường Trung học Phổ thông Cẩm Phả, Quảng Ninh. Cụ thể, nữ sinh tên là HM, niên khóa 2018-2021, đã gửi email về phía nhà trường. Trong đó tâm sự, khai giảng đầu tiên của mình tại trường, được vinh hạnh đại diện cho các bạn học sinh khối 10, đọc lời cảm ơn thầy cô. Nhưng dường như, mình không được may mắn như các bạn đồng trang lứa. Bản thân mình đã phải chịu và chấp nhận sự quấy rối từ thầy NGH đoàn trường. Trong thời gian đầu năm học lớp 11, mình thường xuyên được thầy NGH gọi xuống văn phòng đoàn thanh niên để nhờ đánh văn bản. Bình thường mình qua phòng đoàn, thường có cả thầy C, hiệu trưởng. Nhưng cứ mỗi khi chỉ có mình và thầy NGH trong phòng, thì thầy lại bắt đầu đổi sang chủ đề tình yêu. Thầy luôn lặp lại các câu hỏi đại loại như, dạo này có gì mới không? Hôm trước thấy đi học hay đi chơi? Thôi yêu thằng đấy làm gì? Mình cảm thấy sợ hãi trước những câu hỏi của thầy, nhưng sợ thầy ghét và ảnh hưởng tới lớp nên tiếp tục chịu đựng. Và cái ngày mình cảm thấy lo sợ nhất đã đến. Vào cuối tháng 2, thầy NGH nhắn cho mình với nội dung bên dưới. Mình rất sợ và đã khóc rất nhiều. Mình không biết phải nói chuyện với ai để tìm kiếm sự giúp đỡ. Đến khi thầy NGH biết chuyện, bản thân mình từ một học sinh năng nổ đã bị loại ra hết tất cả chương trình của trường, nhận lại từ thầy cô ánh mắt xa lạ. Sau đó, nữ sinh HM đã phải chịu đựng chuyện này đến khi hết cấp 3. Và cuối cùng, cô bạn đã đổ vào một trường đại học. Nhưng khi biết tin em gái mình lại thi đỗ vào trường Trung học Phổ thông Cẩm Phả, Quảng Ninh, nữ sinh HM rất lo lắng, không muốn câu chuyện này tiếp tục tái diễn. Sau khi đăng tải câu chuyện của mình, một số học sinh trường Trung học Phổ thông Cẩm Phả, Quảng Ninh đã lên tiếng và thừa nhận đã từng là nạn nhân bị thầy NGH nhắn tin rủ đi chơi hoặc tán tỉnh, đôi lúc còn bị thầy giáo đụng chạm hay quấy rối trong giờ học. Ngay sau đó, phía đại diện nhà trường cho biết đã tiếp nhận thông tin sự việc này, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh thêm sự việc. Nhà trường cũng nêu quan điểm trong sự việc này. Sự việc của thầy NGH, nhà trường đã kịp thời phối hợp với các bên liên quan và cơ quan chức năng để giải quyết, đồng thời đã gặp gỡ trao đổi với trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh. Quan điểm của nhà trường là không bao che giấu giếm. Căn cứ vào kết luận của cơ quan công an, căn cứ vào mức độ vi phạm, nhà trường sẽ xử lý theo quy định nhằm tiếp tục xây dựng một môi trường giáo dục an toàn, chất lượng lành mạnh. Sau đó, trường Trung học Phổ thông Cẩm Phả, Quảng Ninh đã gửi email đến các lớp và học sinh để quán triệt thêm về phương hướng giải quyết của nhà trường. Sau khi câu chuyện được đăng tải trên mạng xã hội, nữ sinh HM cho biết đã từng mất nhiều thời gian để vượt qua nỗi ám ảnh này. Hiện tại, nữ sinh đã ổn định tinh thần và có cuộc sống riêng. Nữ sinh cũng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tiếp những diễn biến trong vụ việc của thầy NGH để đảm bảo nhà trường sẽ đưa ra các hình thức kỷ luật thích đáng. Cũng liên quan đến vấn đề sai phạm học đường, cách đây không lâu, tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Lục Ngạn xảy ra sự việc giáo viên có hành vi bạo lực với nhóm 4 học sinh ngay trên bục giảng. Cụ thể, trong giờ sinh hoạt chiều, thầy Khúc Xuân Hòa là giáo viên chủ nhiệm, sinh năm 1997, hợp đồng dạy môn sinh học từ tháng 4 năm 2020, đã đưa những học sinh vi phạm các quy định về an toàn giao thông, không mặc đồng phục, mặc quần rách tới trường ra xử lý. Theo đoạn clip ghi lại, các học sinh bị gọi lên bục giảng vì vi phạm nội quy. Thay vì nhắc nhở các học sinh thì thầy giáo liên tục tát mạnh vào mặt các em, có em đứng không vững sau cú tát. Không chỉ vậy, thầy giáo này còn ra chân đá mạnh vào ngực nam sinh mặc áo trắng, khiến em này ngã ngửa về phía bục giảng. Trong số những học sinh này, có em mới vi phạm lần đầu, có em vi phạm nhiều lần. Do nóng giận, thầy Khúc Xuân Hòa đã có hành vi không chuẩn mực với học sinh và bị ghi lại trong một clip phát tán trên mạng xã hội. Sau khi sự việc xảy ra, ban giám đốc trung tâm đã họp và xử lý vụ việc. Tại buổi làm việc, thầy Khúc Xuân Hòa nhận thấy hành động của mình là sai, không đúng với quy định của ngành giáo dục, chuẩn mực của người giáo viên. Ngay sau đó, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Lục Ngạn đã cử đại diện cùng thầy Khúc Xuân Hòa đến tận nhà để xin lỗi gia đình và các em học sinh. Gia đình của cả 4 em học sinh này đều nhất trí thông cảm vì thầy còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm trong việc xử lý học sinh và cam kết không làm đơn kiện thầy Khúc Xuân Hòa. Nhận được thông tin, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Bắc Giang đã chỉ đạo Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Lục Ngạn tổ chức họp kiểm điểm, làm rõ hành vi vi phạm đối với thầy Khúc Xuân Hòa để xử lý theo quy định. Sau đó, đại diện Sở Giáo dục Đào tạo Bắc Giang đã đưa ra quyết định đình chỉ giảng dạy, tiến tới chấm dứt hợp đồng với thầy Khúc Xuân Hòa. Mặt khác, Sở Giáo dục Đào tạo cũng yêu cầu trung tâm tuyên truyền đến các phụ huynh học sinh để ổn định tư tưởng, tâm lý đi học.